Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip liên quan đến một người mẫu của showbiz Việt đã sang nước ngoài định cư. Trong đoạn clip này, nữ người mẫu đã có những lời vô cùng gay gắt, chỉ trích một nam ca sĩ được cộng đồng mạng cho rằng chính là Hồ Văn Cường. Nữ người mẫu đã gọi nam ca sĩ mình nhắc đến là kẻ phản phúc vì những ồn ào năm xưa liên quan đến ca sĩ Vy Nhung. Nguyên nhân khiến người mẫu bức xúc chính là việc một nữ danh ca ballet nổi tiếng thực hiện trong live show ca nhạc có sự góp mặt của nam ca sĩ này với vai trò khách mời. Nữ người mẫu tiết lộ trong quá khứ nữ ca sĩ này là Vy Nhung từng là chị em thân thiết với nhau. Tuy nhiên việc này ca sĩ lại mời nam ca sĩ này xuất hiện trong live stream là hành động sai trái khi xét về mặt tình nghĩa ân tình với Vy Nhung. Nữ người mẫu cũng khẳng định cho rằng nam ca sĩ này bị tổ nghiệp lấy lại một thứ giọng hát cho sự nghiệp. Làm gì có thể ca sĩ mất giọng sau 4 năm. Nhân quả đấy, những người nào cùng làm tổn thương Vy Nhung sẽ không còn ai kịp nổi. Những người yêu mến Vy Nhung chắc chắn sẽ quay lưng. Nữ người mẫu khẳng định mình sẽ sai khi liên tưởng vì câu chuyện của Vy Nhung và nam ca sĩ này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà cô bức xúc lên tiếng vì những ồn ào sau gây ra với ca sĩ Vy Nhung. Dưới đoạn livestream kéo dài hơn một tiếng của nữ người mẫu, rất nhiều người bình luận gọi tên Hồ Văn Cường bởi sâu trôi những ngày tiết lộ mà cô đã nói trong livestream thì dường như suy đoán của dân mạng chỉ có thể nghĩ về nam ca sĩ này. Gần đây thông tin Hồ Văn Cường đã trở thành khách mời trong đêm live show của ca sĩ Như Quỳnh đã khiến người hâm mộ nôn nóng. Đây là lần đầu tiên cả hai kết hợp trong một dự án live show thì hiện đã làm cộng đồng mạng khán giả yêu nhạc ballet show đứng ngồi không yên. Sau thời gian dài vui vẻ ở ẩn và mất tích kể từ khi loạt ồn ào liên quan đến mẹ nuôi Vy Nhung và công ty quản lý cô, Hồ Văn Cường đã xuất hiện trở lại trước công chúng. Chính vì thế cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ để khiến khán giả vô cùng quan tâm. Thêm một nguồn tin, sau khi son nơi ở cũ, Hồ Văn Cường cùng đang sống với mẹ ruột tại một nhà cấp 4 ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, căn nhà ở quê Tiền Giang của nam ca sĩ cũng đã được sửa sang lại. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường vẫn đang theo học ngành marketing tại một trường đại học thành phố Hồ Chí Minh và đầu quân cho một công ty mới tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình. Theo chia sẻ của đại diện công ty, thời gian Hồ Văn Cường bị suy dinh dưỡng nặng, sức khỏe yếu đi, dù 18 tuổi nhưng nam ca sĩ chỉ cao 1m56. Vốn bên 46 cân. Đến nay giọng ca sinh năm 2003 đang cố gắng luyện tập bơi bố để ổn định sức khỏe lại. Hiện tại Hồ Văn Cường đang có ca sĩ Ngọc Sơn và bầu thí nâng đỡ để có thể trở lại âm nhạc và cuộc sống bình thường. Qua đó Ngọc Sơn cũng dành lời khen có cánh cho nam ca sĩ trẻ. Danh ca cho biết Hồ Văn Cường là người lễ phép chân thành, nội tâm và có ý chí cầu tiến. Tôi không dám hứa nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ giúp Hồ Văn Cường. Hy vọng nhìn em, cảm thấy Ngọc Sơn không phải may mắn được tại gia đình, yêu thương đâu mà phải học. Học nữa, học mãi, Ngọc Sơn tâm sự. Có thể thấy sau khi biến cố và ồn ào, Hồ Văn Cường đang dần trở thành hơn và nhiều hỗ trợ, giúp đỡ mong muốn nam ca sĩ sẽ có phát triển con đường nghệ thuật của mình và thành công trong tương lai.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.